chen chân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội dịp ngày 20 tháng 10. Giữa đêm muộn, hàng nghìn người vẫn đổ về chợ hoa Quảng Bá để tìm những bó hoa ưng ý, khiến khu chợ bị tắc nghẽn bởi lượng người và phương tiện đông đúc. Chợ hoa Quảng Bá, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ là đầu mối cung cấp hoa tươi cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đêm ngày 19 tháng 10, chợ tấp nập với cảnh người mua, kẻ bán chen chúc, đông đúc gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhiều mẫu hoa được cắm sẵn với đủ loại màu sắc và kiểu dáng, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bó hoa ưng ý. Tại đây, hoa được cung cấp với đủ chủng loại, được vận chuyển từ nhiều vùng trồng hoa nổi tiếng miền Bắc như Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh và Gia Lâm. Bên cạnh đó, một số loại hoa còn được chuyển từ Đà Lạt, Lâm Đồng, mang đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng. Theo khảo sát, hoa tulip giá từ 120.000–350.000 đồng, cao gấp 3 lần so với mức giá thông thường. Hoa hồng Đà Lạt cũng ghi nhận mức tăng giá, với giá từ 120.000–150.000 đồng cho 20 bông. Đối với các loại hoa hồng ngoại, mức giá cao hơn, dao động từ 280.000–350.000 đồng cho 20 bông, tùy thuộc vào màu sắc. Bên cạnh đó, lẵng hoa hồng có giá từ 250.000–100.000 đồng, tùy theo kích cỡ và loại hoa. Các xe hàng chở đầy hoa tươi nối đuôi nhau vào chợ, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho khách mua sắm trong dịp cao điểm này. Tại một cửa hàng ngay lối ra vào cổng chợ, dòng người nườm nượp kéo về để chọn hoa. Nhân viên không ngừng bổ sung hoa, nhưng mỗi lần đều nhanh chóng hết hàng. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghé chợ, chọn lựa những bó hoa đẹp nhất để dành tặng người mình yêu. Sau gần 1 giờ dạo quanh chợ hoa, Lê Ngọc Khang, 23 tuổi, quận Hai Bà Trưng, cùng người yêu đã lựa chọn 2 bó hoa sao xanh và cúc họa mi để tặng mẹ bạn gái. Đỗ Thị Thùy Linh đã di chuyển hơn 10 km từ quận Hoàng Mai đến đây để lựa chọn hoa baby với giá 120.000 đồng một bó. Cô cho biết, giá hoa hiện cao hơn từ 10.000–20.000 đồng so với trước. Ngoài hoa baby, tôi đang tìm mua hoa hồng nhưng vẫn chưa tìm được bó nào ưng ý. Tôi cần một bó nở đẹp và có cách cắm thật bắt mắt, cô chia sẻ. Anh Nguyễn Hoàng, quận Cầu Giấy, đã bước chân vào lĩnh vực kinh doanh hoa tươi gần 2 năm, đặc biệt là trong các dịp lễ. Với kinh nghiệm của mình, anh cho biết việc lựa chọn hoa không chỉ dựa trên giá cả mà còn phải đảm bảo chất lượng, thiết kế đa dạng màu sắc sẽ mang lại ấn tượng tốt hơn cho khách hàng. Càng gần về sáng, lượng người đổ về chợ ngày càng tăng, khiến các lối đi trở nên chật kín. Khách và người bán phải len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ để di chuyển. Lối đi lại thường xuyên bị tắc nghẽn, khiến nhiều người phải chờ đợi lâu và gặp khó khăn trong việc lựa chọn bó hoa ưng ý. Không khí mua bán tại chợ vẫn tấp nập, nhộn nhịp lúc đêm muộn. Lần đầu đến với chợ hoa, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Mai Dịch, Cầu Giấy, bất ngờ trước khung cảnh náo nhiệt, đông đúc. Không khí vui tươi và màu sắc rực rỡ của hoa khiến Trang cảm thấy phấn khởi. Ngoài mua hoa về tặng mẹ dịp 20/10, bọn em còn mua thêm hoa để tổ chức sinh nhật cho một bạn trong nhóm, cô nói. Chợ hoa Quảng Bá là một điểm đến không thể bỏ qua khi bạn muốn khám phá vẻ đẹp của Hà Nội. Hãy cùng mình tìm hiểu thêm về thiên đường hoa này nhé! Chợ hoa Quảng Bá, tọa lạc tại số 236 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, là chợ hoa đầu mối lớn nhất và sầm uất nhất của thủ đô. Nơi đây không chỉ là địa điểm cung cấp nguồn hoa tươi cho cả thành phố mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách cả trong và ngoài nước. Vì sao chợ hoa Quảng Bá lại đặc biệt? Không khí nhộn nhịp về đêm, khác với vẻ yên bình của Hà Nội về đêm, chợ hoa Quảng Bá lại tràn đầy sức sống. Hàng ngàn bó hoa đủ màu sắc được bày bán, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Đa dạng các loại hoa, tại đây, bạn có thể tìm thấy hầu hết các loại hoa từ những loài hoa quen thuộc như hồng, cúc, ly đến những loài hoa nhập khẩu như tulip, hoa hướng dương. Giá cả phải chăng, so với các cửa hàng hoa lẻ, giá hoa tại chợ Quảng Bá thường rẻ hơn rất nhiều. Trải nghiệm văn hóa, đến chợ hoa Quảng Bá, bạn không chỉ được mua hoa mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí mua bán sôi động, giao lưu với những người dân thân thiện. Những điều thú vị bạn có thể trải nghiệm tại chợ hoa Quảng Bá. Dạo quanh chợ hoa, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của hoa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng bông hoa. Mua hoa, chọn cho mình những bó hoa ưng ý để làm quà tặng hoặc trang trí nhà cửa. Chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại chợ hoa với những bức ảnh lung linh. Thưởng thức ẩm thực, sau khi mua hoa, bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của Hà Nội tại những quán ăn nhỏ ven chợ. Mẹo nhỏ khi đi chợ hoa Quảng Bá. thời điểm thích hợp, nên đi chợ vào lúc nửa đêm đến sáng sớm để cảm nhận được không khí nhộn nhịp nhất. Mặc cả, bạn có thể thoải mái mặc cả để mua được hoa với giá tốt nhất. Chuẩn bị túi đựng hoa, để bảo quản hoa được tươi lâu, bạn nên mang theo túi đựng hoa. Nếu bạn có cơ hội đến Hà Nội, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá chợ hoa Quảng Bá nhé. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại nơi đây.